Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Tiếp tục là cập nhật thông tin về show diễn của Tiết Dung và Thiên Ngân, show Paris by Night của Trung tâm Thúy Nga. Đây là bản tin trưa nay 26 tháng 8. Tiết Dung và Thiên Ngân vừa kết thúc xong show thứ hai. Show này kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Vậy là công chúa Tiết Dung và Thiên Ngân đã hoàn thành hai show diễn của mình với thời gian mỗi show biểu diễn gần 5 tiếng đồng hồ. Vậy hai show biểu diễn vừa qua, Tiết Dung Thiên Ngân gần 10 tiếng đồng hồ cho mỗi show diễn của Trung tâm Thúy Nga. Và Tiết Dung Thiên Ngân đã rất là xuất sắc khi tham gia trong cái live show của Trung tâm Thúy Nga. Cả hai đã thể hiện những ca khúc bài hát rất tuyệt vời. Khán giả vô cùng khen ngợi Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Thì sau khi kết thúc mới đây, cách đây vài phút, thì Tuyết Nhung cũng đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình với dõng dạng hai chữ tạ ơn, kèm theo đó là hình trái tim. Có thể thấy là Tuyết Nhung rất là hạnh phúc, rất là vui sau khi hoàn thành được show diễn thứ hai của mình và đã kết thúc đêm diễn thành công vào tối hôm nay. Hiện tại ở Mỹ đã hơn 12 giờ khuya, thì Tuyết Nhung và Thiên Ngân sẽ cùng với cậu Huy, cùng với ba Diễm Phạm và một số ca nghệ sĩ sẽ đi ăn khuya, kết thúc một đêm diễn rất là dài. Và một đêm diễn của Trung tâm Thúy Nga đã thành công xuất sắc, được khán giả vô cùng khen ngợi. Và hình ảnh của Tuyết Nhung chia sẻ khiến tất cả chúng ta, những người yêu mến Tuyết Nhung Thiên Ngân, rất là xúc động. Đó là hình ảnh bàn chân của Tuyết Nhung đã hằn lên một cái lằn dấu. Đây là do mang đôi giày với thời gian rất là dài và nó đã ăn sâu vào má bàn chân. Có thể thấy đó là một việc làm chăm chỉ. Biểu diễn trên sân khấu thì việc mang giày cũng đã ảnh hưởng. Với một cái thời lượng tham gia dài như vậy thì công chúa có chia sẻ đó là việc rất là vui, rất là hạnh phúc khi đã lao động bằng việc thể hiện cái hình ảnh là đôi chân đã bị hằn dấu của việc mang cái đôi giày. Thì Tuyết Nhung có nói rằng việc này rất là hạnh phúc vì đã được lao động. Thì Tuyết Dung có nói nét đẹp lao động mình rất hạnh phúc. Thì cả nhà cũng đã nhìn vào hai bàn chân của em ấy thì cái vết hằn rất là rõ. Có thể thấy được khi mà các ca nghệ sĩ khác biểu diễn thì Tuyết Dung cũng như Thiên Ngân ở sau cánh gà chờ đợi. Việc cái show diễn kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ thì tất cả các ca nghệ sĩ tham gia chương trình đều phải chờ đợi đến cái phần trình diễn của mình. Bởi vậy việc chờ đợi rất là lâu nên việc đôi chân bị hằn cái dấu của việc mang giày thì chúng ta cũng đã thấy được đó là sự cố gắng, sự chịu đựng để chờ đợi biểu diễn trên sân khấu. Và hai show diễn đã kết thúc trọn vẹn thành công. Chúc mừng Tuyết Nhung, Thiên Ngân. Giờ đây cả hai có thể thở phào nhẹ nhõm, đã xua tan được những cái lo lắng trước đây khi chưa biểu diễn. Giờ đây đã biểu diễn xong, niềm hạnh phúc lâng lâng khi khán giả đã vô cùng khen ngợi. Giờ đây cả hai đang cùng với cậu Thanh Huy,
ba Tèo Diễu Phàm cùng một số người đi ăn khuya, có thể nói là đi ăn mừng vì đã hoàn thành xuất sắc hai show biểu diễn vừa qua. Vậy là sau khi đi ăn tối, ăn khuya thì sẽ về nhà nghỉ ngơi. Rồi tiếp tục ngày mai sẽ là những cái kế hoạch mới của Tiết Dung và Thiên Ngân khi sẽ đi dạo một số địa điểm, cũng như là sẽ lên kế hoạch đi thăm tịnh xá Giác An, thắp nén nhang cho mẹ Phi Nhung, cũng như là thăm ngôi trường Việt ngữ mang tên ca sĩ Phi Nhung. Rồi thời gian sẽ đi thăm chị gái Wendy, thăm những người cháu của mình, tức là con của Wendy Phạm. Rồi cho những cái kế hoạch vui chơi vài ngày, sau đó thì sẽ trở về Việt Nam. Và hiện nay cũng có số nguồn tin là bà chủ trung tâm Thúy Nga rất vui, rất hài lòng khi mà Tuyết Dung Thiên Ngân đã trình diễn cái chương trình của mình. Trước đó thì những cái trang phục mà Tuyết Nhung sang biểu diễn ở trung tâm Thúy Nga với rất nhiều bộ áo dài, đây là những bộ áo dài cũng đã được Bảo Bảo tài trợ, cũng như là một số cô chú anh chị khán giả khi mà Bảo Bảo bán áo dài của mình thì một số cô cũng đã mua áo dài tặng cho Tuyết Nhung, và những chiếc áo dài đó đã được Tuyết Nhung mặc ở cái đêm nhạc ở Paris by Night tối hôm qua, tức là sáng nay giờ Việt Nam. Đó là một điều rất là vui. Những chiếc áo dài Tuyết Nhung mặc rất là đẹp cùng với em út Thiên Ngân. Vì vậy đêm diễn đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Với việc tháo niềng răng thì cả hai cười rất xinh, tỏa nắng và tự tin biểu diễn trên sân khấu. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Một lần nữa chúc mừng Tuyết Nhung Thiên Ngân đã hoàn thành xuất sắc show diễn của mình ở show Paris by Night với chủ đề Bolero và em. Rất là hạnh phúc, rất là vui, phải không cả nhà? Đó là những điều mà Tuyết Nhung Thiên Ngân đã hoàn thành được những cái ước mơ mà mẹ Phi Nhung trước đây rất là mong muốn, với sự yêu thương giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là bà chủ trung tâm Thúy Nga. Và lớn hơn bao giờ hết, đó là tình yêu thương, yêu mến, ủng hộ của khán giả trong và ngoài nước dành cho Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe bản tin cùng với Phúc. Nhớ cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh nếu cô chú anh chị chưa đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại.